Nếu không có những khoảnh khắc như thế này, có lẽ giờ đây Cristiano Ronaldo đang ở trong cuộc đua vua phá lưới Euro 2024, như những gì mà anh vẫn luôn tạo ra tại sân chơi này. Một biểu tượng vĩ đại ở giải đấu lục địa già đã trải qua vòng bảng đầy khó khăn, nơi anh khiến người ta nuối tiếc với pha bỏ lỡ và cũng làm chẳng ít người bất ngờ với pha kiến tạo cho Bruno Fernandes lập công. Ronaldo không xuất hiện ở vị trí dẫn đầu cho cuộc đua vua phá lưới và những ngôi sao lẫy lừng khác như Harry Kane hay Kylian Mbappe cũng chẳng phải người sở hữu vinh dự đó. Cái tên đang ngự trị ở vị trí cao nhất thực sự mang đến nhiều ngỡ ngàng cho người hâm mộ, nhưng đó chính là thứ tạo nên tính hấp dẫn của Euro. Lẽ tất nhiên, ở hành trình phía trước sẽ có rất nhiều biến động sẽ diễn ra, nơi tất cả đều đang chờ đợi vào sự trở lại từ các chân sút hàng đầu vốn được đợi chờ rất nhiều trước thềm giải đấu. Khi vòng bảng Euro 2024 khép lại, ngoài việc xác định 16 cái tên bước vào vòng đấu loại trực tiếp, ở đó người ta cũng nhắc nhiều về cuộc đua dành cho danh hiệu vua phá lưới. Thật bất ngờ vì những ngôi sao vốn đã khuynh đảo bao sân chơi danh giá ở lục địa già như Ronaldo, Kane hay Mbappe không phải là cái tên dẫn đầu. Thậm chí, CR7 còn chưa có bất cứ pha lập công nào ở giải đấu mà anh vẫn luôn được xem là biểu tượng về khả năng săn bàn. Còn Kane hay Mbappe, dù tung hoành trong màu áo câu lạc bộ là thế, nhưng cả hai đều chưa cho thấy đẳng cấp thực sự khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Tấm băng thủ quân mà bộ đôi này mang theo có vẻ như đang tạo ra cho họ một áp lực vô hình. Thành tích một bàn ở vòng bảng rõ ràng chưa thể đem tới sự hài lòng. Khi mà những gương mặt lẫy lừng đang dần lui vào bóng tối, thì ánh sáng trên sân khấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lại được dành cho một cái tên chẳng ai nghĩ đến, đó là Jorges Mikautadze. Cầu thủ mà nhiều cổ động viên có lẽ còn đang phải tìm kiếm Google rằng không biết anh ta là ai và rốt cuộc đã có cho mình 3 bàn thắng, góp công không nhỏ vào chiến tích vĩ đại vượt qua vòng bảng của Georgia, đội từ thân phận lót đường trở thành bất ngờ lớn tại Euro 2024. Phía sau cầu thủ này là không ít các ngôi sao đã có cho mình 2 pha lập công, gồm Funkrug cùng Musiala, Đức, Cody Gakpo, Hà Lan và Ivan Strand, Slovakia. Có thể dễ dàng nhận ra những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vua phá lưới mà chúng ta vẫn nghĩ rằng sẽ dễ dàng thống trị hay cạnh tranh quyết liệt với giải thưởng này đều không xuất hiện. Từ Ronaldo, Mbappe, Kane tới Lukaku, Foden hay Bellingham, tất cả họ đều ít nhiều mang tới nỗi thất vọng dành cho cổ động viên. Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là tạm thời và việc Jorges Mikautadze vẫn dẫn đầu chưa thể đảm bảo cho anh danh hiệu này khi Euro kết thúc, bởi dù đã thể hiện phong độ cao ở vòng bảng, song khả năng tiến xa ở giải đấu của cá nhân cầu thủ này cùng tập thể Georgia là không cao. Thậm chí, việc phải đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 1/8 có lẽ sẽ là điểm kết cho hành trình như mơ của đội bóng nhược tiểu này. Khi đó, câu chuyện cho danh hiệu vua phá lưới nhiều khả năng sẽ trở lại với những cái tên hàng đầu. Có thể Ronaldo, Kane, Mbappe hay Bellingham chưa có vòng đấu bảng thực sự như ý, chưa thể mang tới những màn trình diễn thượng thừa mà tất cả chờ đợi. Nhưng thứ mà họ hơn hẳn các cầu thủ khác chính là đẳng cấp, là khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm bước ngoặt. Họ đều là linh hồn nơi lối chơi của các ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, là niềm kỳ vọng lớn lao của không biết bao người hâm mộ quê nhà. Và tất nhiên, mọi cầu thủ ấy rất khát khao chinh phục đỉnh cao Euro. Ronaldo có thừa đẳng cấp để khiến người ta lo ngại. Chẳng phải ngẫu nhiên, anh được xem là biểu tượng của giải đấu. Chẳng phải ngẫu nhiên, anh bỏ túi 16 pha lập công tại sân chơi này. Có thể tuổi tác bây giờ đã khiến anh liêm chậm lại, nhưng kỹ năng săn bàn thì là thứ CR7 chẳng bao giờ mai một theo tháng năm. Một cầu thủ đã chinh chiến qua vô vàn màn so tài đỉnh cao đã sẵn sàng trở lại với bản ngã để mang tới cho khán giả những show diễn hay nhất. Và đừng quên, Kane, Mbappe hay Bellingham cũng là những chân sút thượng hạng. Một cầu thủ từng ghi tới hơn 40 bàn ở mùa giải vừa qua, một cái tên từng lập hat-trick ở trận chung kết World Cup và một nhân tố đã góp dấu giày vào hơn 40 bàn trong màu áo nhà vua châu Âu Real Madrid thì không thể xem thường họ. Kane hay Bellingham còn rơi vào nhánh đấu khá dễ thở, nơi bộ đôi này đủ khả năng để tạo ra sự khác biệt bằng những bàn thắng đẳng cấp. Đội tuyển Anh có thể chơi nhạt nhòa, nhưng có ai dám xem thường tam sử, bởi khi cần, họ vẫn có các ngôi sao như hai cái tên đã nhắc đến nhằm mang tới sự bùng nổ. Cũng không thể bỏ qua dàn sao của chủ nhà Đức. Trong danh sách vua phá lưới hiện tại, không có đội bóng nào góp mặt nhiều hơn cỗ xe tăng với 4 cái tên xuất hiện. Ngoài Funkrug cùng Musiala, họ còn đó Kai Havertz hay Florian Wirtz đều là những phương án tấn công chất lượng. Ở giải đấu mà Đức đặt mục tiêu xưng vương ngay tại quê nhà, các gương mặt ấy sẽ là niềm hy vọng lớn lao cho khán giả yêu mến Dimas Jab. Nhìn cái cách mà cỗ xe tăng trình diễn thứ bóng đá khoáng đạt, đột biến, tốc độ và hiệu quả, sẽ không dễ để các đối thủ ngăn cản họ trên hành trình vô địch.
Lúc đó, cơ hội để một cầu thủ chủ nhà giành giải thưởng cao quý vua phá lưới càng trở nên rõ ràng hơn. Thống kê ở 5/7 kỳ Euro gần nhất cho thấy những cầu thủ giành danh hiệu vua phá lưới đều phải chạm tới ít nhất là 5 pha lập công. Điều đó có nghĩa là để Ronaldo, Mbappe hay Kane sở hữu danh hiệu này cũng sẽ là thách thức không hề nhỏ. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, họ thừa khả năng mang tới những màn trình diễn thượng hạng ở các trận đấu tiếp theo. Thậm chí, ngay cả khi Georgia có phải chia tay sớm, thì Jorge Mikautadze vẫn sẽ giành danh hiệu đó nếu tiếp tục thể hiện phong độ thượng hạng trong màn so tài Tây Ban Nha. Cuộc đua cho danh hiệu vua phá lưới hứa hẹn sẽ còn nhiều hấp dẫn, nơi tất cả đang chờ đợi vào những màn trình diễn đỉnh cao được tạo nên từ các siêu sao lẫy lừng, từ những cầu thủ vốn không được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng này, song sẽ mang đến bất ngờ bởi cái duyên với mảnh lưới đối phương.